Ngọc Thơ, thời báo chấm đê, kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Hàn Quốc giúp người nhập cư bằng cách xuất bản sổ tay hướng dẫn phòng tội phạm bằng tiếng Việt. AFA tiếng Việt ngày 23 tháng 5 loan tin, Hàn Quốc xuất bản sổ tay hướng dẫn phòng tội phạm bằng tiếng Việt. Hình ảnh bản tin trên AFA. Theo đó, một thành phố ở Hàn Quốc chuẩn bị xuất bản sổ tay phòng chống tội phạm bằng tiếng Việt với bốn chủ đề gồm bạo lực gia đình, bạo lực tình dục, bạo lực học đường và bạo hành trẻ em. AFA cho biết, thông tấn xã Việt Nam hôm 23 tháng 5 dẫn nguồn tin từ Sở Cảnh sát thành phố Ulsan cho biết, thành phố này sẽ xuất bản sổ tay dành cho người nước ngoài bằng 3 ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung dựa trên sổ tay tiếng Hàn đã được xuất bản trong năm 2022. Theo AFA, Hàn Quốc là thị trường truyền thống tiếp nhận nhiều lao động từ Việt Nam. Ulsan là thành phố được coi là cái nôi của nhiều ngành công nghiệp như đóng tàu, ô tô, điện tử và là thành phố tiếp nhận nhiều lao động và du học sinh từ Việt Nam. AFA dẫn số liệu thống kê dân số của thành phố Ulsan tính đến năm 2020, người nước ngoài tại Ulsan chiếm khoảng 7,27% tổng số dân địa phương ở đây. Ngoài ra, AFA cho biết thêm Hàn Quốc cũng là nơi có nhiều cô dâu người Việt. Trong các năm qua, báo nhà nước Việt Nam và báo Hàn Quốc đã đưa ra những tin tức về sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại nước này, bao gồm cả tình trạng cô dâu Việt bị bạo hành thậm chí dẫn đến tử vong. Hình ảnh nỗi khổ của nhiều cô dâu Việt ở xứ Hàn Hồi tháng 7 năm 2019, một video dài 2 phút rưỡi ghi lại hình ảnh người chồng Hàn Quốc đánh đập tàn nhẫn cô vợ người Việt Nam đã trở thành tâm điểm trên mạng xã hội và truyền thông hai nước Việt Hàn. Vụ việc đã khiến cho công chúng cả hai nước vô cùng bức xúc và phẫn nộ. Vào tháng 11 năm 2019, tờ The Korea Times cho biết, cảnh sát thành phố Yangju ở tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc đã bắt giữ một người đàn ông họ Shin, 57 tuổi với cáo buộc sát hại và giấu xác vợ người Việt 29 tuổi của mình. Ông này đã chở thi thể nạn nhân về quê của ông ở huyện Gwangju, thuộc tỉnh phía bắc Chiola và chôn thi thể nạn nhân tại một khu vườn. Sau khi bị bắt, ông Shin đã thú tội. Vấn đề về bạo hành gia đình giữa chồng Hàn Quốc và vợ nước ngoài hiện là một vấn đề xã hội nghiêm trọng ở xứ Hàn. Đến mức Hàn Quốc phải ra quy định cấm đàn ông có tiền sử bạo lực kết hôn với người nước ngoài. Báo Hà Nội mới vào năm 2019 cho biết Bộ Tư pháp Hàn Quốc lý giải việc sửa đổi pháp lý đối với luật kiểm soát nhập cư nhằm ngăn chặn bạo hành gia đình và bảo vệ quyền lợi của người hôn phối nhập cư. Luật sửa đổi này cấm những người đàn ông Hàn Quốc đưa phụ nữ nước ngoài vào nước với lý do kết hôn. Nếu họ từng có tiền sử phạm tội, bạo hành gia đình, dù chuyện đó xảy ra khi nào. Hình ảnh Hàn Quốc cấm đàn ông có tiền sử bạo hành kết hôn với người nước ngoài. Dựa trên con số thống kê mà Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội cung cấp, mỗi năm có khoảng 6.000 phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc, truyền thông nhà nước cho hay. Năm 2018, kết quả khảo sát của Ủy ban Nhân quyền Quốc gia cho thấy trong 920 người vợ nước ngoài tại Hàn Quốc có đến 42% xác nhận mình bị bạo hành gia đình, trong khi đó 68% phải chịu đựng những lần quan hệ tình dục không mong muốn. Các nhà hoạt động cho biết mặc dù tỷ lệ người vợ nước ngoài bị bạo hành tại Hàn Quốc rất cao, song chỉ có một số trường hợp báo cáo với cảnh sát hoặc chính quyền địa phương. Như vậy, có lẽ việc Hàn Quốc xuất bản sổ tay hướng dẫn phòng tội phạm bằng tiếng Việt cũng nằm trong nỗ lực ngăn chặn bạo lực gia đình tại các gia đình có cô dâu nhập cư. Ở chiều ngược lại, người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc cũng gây ra nhiều phiền toái cho nước sở tại. Rất nhiều lao động xuất khẩu Việt Nam tại Hàn sau khi hết hạn hợp đồng lao động thì tìm cách trốn ở lại và lao động bất hợp pháp, khiến cho Hàn Quốc phải tạm dừng tuyển lao động tại bốn tỉnh của Việt Nam. Ngoài ra còn có những băng nhóm người Việt ăn cắp, tiêu thụ đồ ăn cắp, buôn bán ma túy tại Hàn Quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm đê với bản tin Hàn Quốc giúp người nhập cư bằng cách xuất bản sổ tay hướng dẫn phòng tội phạm bằng tiếng Việt. Hội đồng Liên tôn Việt Nam đề nghị Mỹ áp dụng luật Magnitsky để bảo vệ tự do tôn giáo tại Việt Nam. Hội đồng Liên tôn Việt Nam vừa đề nghị chính phủ Mỹ áp dụng luật Magnitsky để trừng phạt các quan chức Việt Nam xâm phạm quyền tự do tôn giáo, đại diện cho các tôn giáo trong hội đồng Liên tôn đã gặp gỡ phái đoàn của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ US CRIF ngày 18 tháng 5 tại Chùa Giác Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh để thảo luận về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam. Hình ảnh bài trên AFA. AFA tiếng Việt ngày 19 tháng 5 cho biết tại buổi gặp này đại diện của các tôn giáo trong hội đồng khẳng định rằng Việt Nam không có tự do tôn giáo. Phái đoàn Hoa Kỳ đến thăm các nhóm tôn giáo độc lập tại chùa Huế Nghiêm ở thành phố Thủ Đức để hiểu rõ hơn về hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và cộng đồng tôn giáo tại Việt Nam. Hội đồng Liên tôn Việt Nam bao gồm các đại diện từ Công giáo, Cao đài, Phật giáo, Phật giáo Hòa hảo và Tinh lành đã đề nghị cho chính phủ Mỹ cần các biện pháp cứng rắn để trừng phạt các quan chức Việt Nam tham gia đàn áp tự do tôn giáo và đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo. Luật Magnitsky toàn cầu được ban hành năm 2016 cho phép chính phủ Hoa Kỳ xử phạt những người vi phạm nhân quyền, đóng băng tài sản và cấm các quan chức các nước chịu trách nhiệm về nhân quyền nhập cảnh Hoa Kỳ. Trong buổi gặp mặt và chia sẻ ý kiến với phái đoàn của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, các đại diện tôn giáo cũng bày tỏ sự bất bình với việc chính quyền Việt Nam áp đặt những hình thức đàn áp sách nhiễu, phân biệt đối xử và tước quyền tự do tôn giáo của các tín đồ tôn giáo độc lập. Hình ảnh Hòa Thượng Thích Không Tánh và Chánh trị sự Hứa Phi tặng hoa cho ông Friedrich Davy, ủy viên của US Griff ngày 18 tháng 5. Ông Hứa Phi, Chánh trị sự đạo cao đài, chân truyền và tổng thư ký của Hội đồng Liên tôn Việt Nam đã chia sẻ về việc ông bị canh giữ và sách nhiễu trong việc di chuyển khi tham gia các cuộc gặp với các phái đoàn và đề nghị sự thông cảm cũng như hỗ trợ của phái đoàn và Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ về tình hình này. Trước đó, vào ngày 24 tháng 4, lực lượng an ninh của huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cũng canh giữ tư gia của ông Hứa Phi với mục tiêu không cho ông đi tham dự cuộc gặp của Hội đồng Liên Tôn tại Việt Nam với phái đoàn của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh ở Chùa Giác Hoa trong cùng ngày. Ngoài lần bị canh giữ vào cuối tháng trước, ông Hứa Phi từng bị sách nhiễu nhiều lần. Ông đã bị trùm đầu, cắt râu, bị đánh với thương tích nghiêm trọng trên người vào năm 2018 hoặc nhà ông bị đốt chỉ vì thực hành niềm tin tôn giáo của đạo cao đài chân truyền ông nói với phái đoàn trong cuộc gặp mặt bên cạnh đó các đại diện tôn giáo cũng đưa ra những thông tin về các trường hợp bị bắt giữ tấn công đàn áp đối với các tín đồ tôn giáo độc lập tại việt nam theo ông nguyễn văn quảng đại diện của đạo cao đài các tín đồ tôn giáo độc lập thường bị những nhóm đối lập tới đánh đập tấn công nhằm ép buộc họ phải bỏ tôn giáo hoặc chuyển đổi sang tôn giáo được chính quyền công nhận hình ảnh một số sự kiện về tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam năm 2022. Ông Quảng cũng đề nghị phái đoàn và Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm đến tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam và đưa ra những hành động cụ thể để hỗ trợ và bảo vệ các tín đồ tôn giáo độc lập. Phái đoàn của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đã lắng nghe và ghi nhận các thông tin và đề nghị của Hội đồng Liên tôn Việt Nam và các tôn giáo độc lập Họ cam kết tiếp tục theo dõi tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam và phấn đấu để bảo vệ quyền và lợi ích của các tín đồ tôn giáo độc lập. Trong báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế năm 2022, US Griff và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đều xếp Việt Nam vào nhóm không có tự do tôn giáo. Bộ Ngoại giao Việt Nam trong ngày 18 tháng 5 phản hồi báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng nó thiếu khách quan. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo chấm đê với bản tin Hội đồng Liên tôn Việt Nam đề nghị Mỹ áp dụng luật Magnitsky để bảo vệ tự do tôn giáo tại Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh Youtube và Facebook của Thời Báo chấm đê để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo chấm đê